Guinea, country of Western Africa, located on the Atlantic coast. Three of Western Africa's major rivers, the Gambia, the Niger, and the Senegal, rise in Guinea. Natural resources are plentiful. In addition to its hydroelectric potential, Guinea possesses a large portion of the world's bauxite reserves and significant amounts of iron, gold, and diamonds. Nonetheless, the economy is largely based on subsistence agriculture. Guinea, under the name French Guinea, was a part of French West Africa until it achieved independence in 1958. It then was ruled successively by Sékou Touré, 1958-84, and Lansana Conté, 1984-2008, the latter of whom claimed power through a military coup. During the 1990s, Guinea accommodated several hundred thousand war refugees from neighboring Liberia and Sierra Leone. And conflicts between those countries and Guinea have continued to flare up over the refugee population. Following Conté's death, a military junta took control of the country and suspended the constitution that had been adopted in 1991. Power was handed over to a freely elected civilian administration in 2010. The national capital, Conakry, lies on Tombo Island and spreads up the Kamayen-Colombe Peninsula. It is the country's main port. Guinea is bordered by Guinea-Bissau to the northwest, Senegal to the north, Mali to the northeast, Côte d'Ivoire to the southeast, and Liberia and Sierra Leone to the south. The Atlantic Ocean lies to the west. Guinea consists of four geographic regions: Lower Guinea, the Fouta-Djallon, Upper Guinea, and the Forest Region, or Guinea Highlands. Lower Guinea includes the coast and coastal plain. The coast has undergone recent marine submergence and is marked by rias, or drowned river valleys that form inlets and tidal estuaries. Numerous offshore islands are remnants of former hills. Immediately inland, the gently rolling coastal plain rises to the east, being broken by rocky spurs of the Fouta-Djallon Highlands in the north at Cape Verde and in the south at the Kamayen Peninsula. Between 30 and 50 miles, 48 and 80 kilometers wide, the plain is wider in the south than the north. Its base rocks of granite and nice coarse-grained rock containing bands of minerals are covered with laterite red soil with a high content of iron oxides and aluminum hydroxide and sandstone. Gravel. The Fouta-Djallon Highlands rise sharply from the coastal plain in a series of abrupt faults. The Fouta-Djallon Highlands rise sharply from the coastal plain in a series of abrupt faults. More than 5,000 square miles, 13,000 square km, of the highlands' total extent of 30,000 square miles, 78,000 square km, lie above 3,000 feet, 900 meters. Basically an enormous sandstone block, the Fouta-Djallon consists of level plateaus broken by deeply incised valleys and dotted with sills and dikes, or exposed structures of ancient volcanism resulting in resistant landforms of igneous rock. The Kakulima Massif, for example, attains 3,273 feet 998 meters northeast of Conakry. The highest point in the highlands, Mount Tamgwe, rises to 5,046 feet 1,538 meters near the town of Mali in the north. Upper Guinea is composed of the Niger Plains, which slope northeastward toward the Sahara. The flat relief is broken by rounded granite hills and outliers of the Fouta-Djallon, composed of granite, gneiss, schist, crystalline rock, and quartzite. The region has an average elevation of about 1,000 feet 300 meters. The Forest Region, or Guinea Highlands, is a historically isolated area of hills in the country's southeastern corner. Mount Nimba, 5,748 feet, 1,752 meters, the highest mountain in the region, is located at the borders of Guinea, Liberia, and Côte d'Ivoire. The mountain's densely forested slopes are part of the Mount Nimba Strict Nature Reserve, which has significant portions in Guinea. The Guinean sector was designated a UNESCO World Heritage Site in 1981 and is home to a unique and diverse array of flora and fauna. The rocks of this region are of the same composition as those of Upper Guinea. More than 20 rivers in Western Africa originate in Guinea.
The Futa-Jalan is the source of the three major rivers of the region. The Niger River and several tributaries, including the Tinkiso, Milo, and Sankarani, rise in the highlands and flow in a general northeasterly direction across Upper Guinea to Mali. The Bafang and Bakoi Rivers, headwaters of the Senegal River, flow northward into Mali before uniting to form the main river. The Gambia River flows northwestward before crossing Senegal and the Gambia. The Futa-Jalan also give rise to numerous smaller rivers, including the Fatala, Concore, and Colente, which flow westward across the coastal plain to enter the Atlantic Ocean. The forest region generally drains to the southwest through Sierra Leone and Liberia. The St. Paul River enters the Atlantic at Monrovia, in Liberia, and the Moa River has its mouth at Salima, in Sierra Leone. Guinea, quốc gia phía Tây Châu Phi, nằm trên bờ biển Đại Tây Dương, ba trong số các con sông lớn ở phía Tây Châu Phi, Gambia, Niger và Senegal, tăng ở Guinea, tài nguyên thiên nhiên rất dồi dào. Ngoài tiềm năng thủy điện, Guinea còn sở hữu một phần lớn trữ lượng bauxit của thế giới và một lượng đáng kể sắt, vàng và kim cương, tuy nhiên, nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp tự cung tự cấp. Guinea, dưới tên gọi French Guinea, là một phần của Tây Phi thuộc Pháp cho đến khi giành được độc lập vào năm 1958. Sau đó nó được cai trị liên tiếp bởi Sékou Touré năm 1958-84 và Lansana Conté năm 1984 đến năm 2008, những người sau này tuyên bố quyền lực thông qua một cuộc đảo chính quân sự trong những năm 1990. Guinea đã tiếp nhận vài trăm nghìn người tị nạn chiến tranh từ các nước láng giềng Liberia và Sierra Leone, và xung đột giữa các quốc gia này và Guinea tiếp tục bùng phát về dân số tị nạn. Sau cái chết của Conte, một chính quyền quân sự nắm quyền kiểm soát đất nước và đình chỉ hiến pháp đã được thông qua vào năm 1991. Quyền lực được giao cho một chính quyền dân sự được bầu cử tự do vào năm 2010. Thủ đô quốc gia Conakry nằm trên đảo Tombo Tambo và trải rộng lên bán đảo Camayen Kaloum. Nó là cảng chính của đất nước Guinea, giáp với Guinea-Bissau về phía tây bắc, Senegal về phía bắc, Mali về phía đông bắc, Côte d'Ivoire về phía đông nam và Liberia và Sierra Leone về phía nam. Đại Tây Dương nằm về phía Tây, Guinea bao gồm 4 vùng địa lý, Lower Guinea, Futa-Jalan, Upper Guinea và vùng rừng, hay cao nguyên Guinea, Hạ Guinea bao gồm bờ biển và đồng bằng ven biển. Bờ biển đã trải qua quá trình ngập nước biển gần đây và được đánh dấu bằng các rãnh nước hoặc thung lũng sông bị nhấn chìm, tạo thành các cửa hút và cửa sông thủy triều. Nhiều hòn đảo ngoài khơi là tàn tích của những ngọn đồi trước đây, ngay trong đất liền, đồng bằng ven biển thoai thoải trồi lên về phía đông. Bị phá vỡ bởi các mỏm đá của cao nguyên Futa-Jalan ở phía bắc tại Cape Fekka và ở phía nam tại bán đảo Camayen, từ 30 đến 50 dặm, 48 và 80 km rộng, đồng bằng rộng ở phía nam hơn phía bắc. Đá cơ sở của nó là granite và gnai, đá hạt thô chứa các dải khoáng chất được bao phủ bởi đá ong, đất đỏ với hàm lượng cao oxit sắt và nhôm hydroxit và sỏi sa thạch. Các cao nguyên Futa-Jalan tăng mạnh từ đồng bằng ven biển trong một loạt các đứt gãy đột ngột. Hơn 5.000 dặm vuông, 13.000 km vuông trong tổng mức của vùng cao nguyên của 30.000 dặm vuông, 78.000 km vuông, nằm trên 3.000 feet 900 m, về cơ bản là một khối đá sa thạch khổng lồ. Futa-Jalan bao gồm các cao nguyên bằng phẳng bị phá vỡ bởi các thung lũng bị rạch sâu và rải rác với các ngưỡng cửa và đê, hoặc các cấu trúc lộ ra của núi lửa cổ đại dẫn đến các địa hình chống lại đá lửa, ví dụ như khối núi Kakoulima, cao 3.273 feet 998 m về phía đông bắc Conakry, điểm cao nhất ở vùng cao nguyên. Núi Tambue cao tới 5.046 feet 1.538 m gần thị trấn Mali ở phía bắc thượng Guinea bao gồm đồng bằng Niger, dốc về phía đông bắc về phía sa mạc Sahara.
bức phù điêu bằng phẳng bị phá vỡ bởi những ngọn đồi đá granite tròn trịa và những phần bên ngoài của Phutazalan được cấu tạo từ đá granite gnai, đá phiến, đá kết tinh và đá thạch anh. Khu vực này có độ cao trung bình khoảng 1.000 feet 300 mét. Khu vực rừng hay cao nguyên Guinea là một khu vực lịch sử gồm những ngọn đồi ở góc đông nam của đất nước. Núi Nimba 5.748 feet 1.752 mét, ngọn núi cao nhất trong vùng, nằm ở biên giới của Guinea, Liberia và Côte d'Ivoire. Sườn núi có rừng rậm rạp là một phần của khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt. Núi Nimba có một phần quan trọng ở Guinea. Khu vực Guinea được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1981 và là nơi có một loạt các loài động thực vật độc đáo và đa dạng. Đá của vùng này có cùng thành phần với đá của Thượng Guinea. Hơn 20 con sông ở miền Tây Châu Phi bắt nguồn từ Guinea. Phutazalan là nguồn của 3 con sông lớn trong khu vực, sông Niger và một số phụ lưu, bao gồm Tinkiso, Milo và Sankarani. Dâng lên ở vùng cao và chảy theo hướng chung về phía đông bắc qua thượng Guinea đến Mali, các sông Bafing và Bakoi, đầu nguồn của sông Senegal. Chảy theo hướng bắc vào Mali trước khi hợp nhất để tạo thành sông chính, sông Gambia chảy theo hướng tây bắc trước khi vượt qua Senegal và Gambia. Phutazalan cũng tạo ra nhiều con sông nhỏ hơn, bao gồm Fetala, Konkure và Kolente, chảy về phía tây qua đồng bằng ven biển để vào Đại Tây Dương. Khu vực rừng thường thoát nước về phía tây nam qua Sierra Leone và Liberia. Sông Senpon đổ vào Đại Tây Dương tại Monrovia ở Liberia, và sông Moa có cửa tại Sulima ở Sierra Leone.